Theo đại diện siêu thị Auchan, nhiều ngày qua, mỗi ngày luôn có trường hợp trộm cắp hàng, dù siêu thị đã giảm giá từ 25 đến 50% đối với nhiều mặt hàng để chuẩn bị dừng kinh doanh. Chiều ngày 30 tháng 5, bảo vệ siêu thị Auchan trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang một phụ nữ lấy trộm 3 hộp phấn có giá trị 375.000 đồng. Bà Vũ Thị Kim Nương, giám đốc truyền thông Auchan Việt Nam cho biết, những hành vi không đẹp của khách gây nhiều thiệt hại cho đơn vị. Vụ việc đã bị siêu thị này lập biên bản và yêu cầu khách bồi thường gấp 10 lần giá trị hàng là 3 triệu 750.000 đồng. Cũng trong chiều ngày 30 tháng 5, bên trên các kệ hàng của siêu thị Auchan, nhiều loại bánh, sữa bị khách hàng ăn tại chỗ. Lượng khách hiện không đông như thời điểm tung ra chương trình giảm giá 25-50% để đóng cửa, nhưng tình trạng xé hàng, thử hàng đã làm cho các sản phẩm trở nên nhếch nhác. Các loại hóa mỹ phẩm như son, phấn cũng bị xé bao bì lấy cắp. Auchan cho biết 15 siêu thị cố gắng phục vụ đến hết ngày 2 tháng 6, 3 siêu thị còn lại sẽ kinh doanh tiếp đến khi tính toán được việc chuyển giao.